đi này hả chị? Mình đi 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 đường ruộng được không chị? Dạ chị đi trước đi chị. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong gia đình của chị, là có một bạn học sinh. Được, đừng chỉnh là do vun không thể vào được. Bạn học sinh đã bị chết não do đuối nước. Thì bây giờ này mình cũng sẽ vào nhà để thăm bạn đó ha. Chờ xem có thể hỗ trợ được thêm không. Nói chung sorry. Cái đây là cái đường đi vô là đi ngang đang lắp, không thể đi. Cái đường chính đi vô nhà chị là bị bùn nó lên khoảng nửa thước, bùng lên nửa thước không có vô được. Bây giờ mình sẽ đi tắt đường nghĩa địa. Như thế nào mộ người ta. Đất ở đây nó không giống đất miền Tây, đất đây đất cát nên nó không bị lún. Nhưng mà xung quanh đây là các bạn thấy không? Mồ mả của nhân dân của người ta. Mà chỉ mà mình không để ý. Mình không để ý là đây mộ của người dân nè. Mình không để ý là mình phải dẫm lên mộ người ta. Nên mình đi đây là phải để ý nha. À đi xuống bùn đi, đừng dẫm lên mộ. Đây các bạn thấy không? Đây, có những người gia đình mà khá giả thì người ta sẽ xây mộ rất là hoành tráng, rất là to. Còn bây giờ đây, là những người đây như cái mộ, phần mộ này chút xíu à. Giống đất chút xíu à. Đây, cái mộ này. Trong đó cũng vậy luôn. Những gia đình dòng tộc mà khó khăn, nghèo thì người ta sẽ đây, mộ. Đây cái chủ trong mấy lắng mùa mà nó. Gia đình nào mà có tiền nhiều người ta sẽ xây mộ rất là hoành tráng. Đó. Mộ yên mã đẹp là cái câu đó là thể hiện cho đúng chất cái đây đằng này. Đây. Đi cái đường này, đi bằng nghĩa địa nha. Sau nhà mình là sông đó chị. Sau nhà mình là sông. À, sau nhà chị là sông hàng chi. À, chào anh. À, chào anh. Chào nhà nha. Đây bé mà đợt rồi bị đuối nước. Để em ngồi đi, để em ngồi đi anh. Chào con. Chào con. Cháu mấy tuổi rồi nhỉ? 9 tuổi. Dạ. Con bị là bị ở đây luôn hả?
Bữa đó là nước ngập cao không anh? Dạ, vừa bữa vô nhà thì vừa làm chơi coi là nó bị xỉa chén cá. Ghê đô đại đã kịp luôn. Nhà trên cao đó. Hiện tại bây giờ bé không có nhận thức được. Tay tôi đồng chưa 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 đồng biệt. Phục hồi chứ còn cái này mình không được. Cái này trong quá trình mình phải có thời gian. Mình có đi viện gì không anh chị? Mình có đi bệnh viện gì không anh chị? Đi Trung ương Huế đã. Trung ương Huế hả? Nếu mà mình có điều kiện mình thử vô trong trung tâm phục hồi chức năng ở Sài Gòn thử coi. Tại trong đó nó sẽ chuyên về phục hồi chức năng. Dạ. Nhưng cái gian có điều kiện. Nhưng mà bây giờ cái đó mà phải tốn một số tiền, cái này chỉ kêu gọi các mạnh thường quân thôi. Đáng giống như ông Sang Ấp Bồ á. Thì đây là trường hợp mà trực tiếp mình sẽ vô nhà ha. Mình đây là trường hợp mà bé đã bị đuối nước ở trước cửa đây thôi. Đây các bạn thấy ở trước cửa đây. Ở trước cửa cái khoảng đất mà khoảng đất rồi đó. Chứ cổng nhà bé đó là nước nó ngập lên móc mé chỗ này. Thì ba mẹ kê đồ thì bé ra ngoài cổng chơi thì không may trượt chân té xuống và bị đuối nước. Và hiện tại bây giờ thì đã đi bệnh viện viện Trung ương Huế về rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái não bé nó chưa có nhận thức được. Thì hiện tại bây giờ thì nãy đoàn cũng vào thăm và gửi thêm. Tại vì nãy thì trong trường thì cũng gửi một phần. Rồi chú cũng xin, em cũng xin phép em gửi thêm cho bé. Gửi thêm cho bé để anh chị có tiền để điều trị cho bé nha. Dạ dạ, anh chị cố gắng điều trị cho bé để sớm đi học lại. Anh chị có mấy người con? Hai người con hả? Hai em, À là té xuống và đập đầu rồi đuối nước luôn. Dạ. Té xuống tầm cấp rồi đập đầu. Đập đầu mới đuối nước. Nói chung là lũ lụt thì cũng gây ra rất nhiều cái hậu quả nặng nề ha. Hiện tại giờ em nó đã mất nhận thức rồi. Họ thỉnh thoảng hoảng loạn hét la hét. Dạ rồi em cũng chào anh. Dạ em chào cô. Dạ, em chào chị nha. Dạ. Con trai gắng khỏe nha con trai. Để ba đồi sao nó bị đập đầu mà.
đâu mà ngất ngất thì uống nước luôn, uống nước luôn. Rồi anh Trình ơi, anh Trình xin số điện thoại của chị đi. Xin số điện thoại của chị lại cái gì đây? Ừ, dạ, gia đình đi. Xin ứng dụng em chị. Xin số điện thoại của chị đi, có gì nếu mà em vận động được. Cho số điện thoại. Cũng đi cá. Lục trí cá, lục trí thì chưa dám, ta biết. Đây, tôi làm thông cái máy, niệm Phật của thầy chùa. Nha. Đây cũng mạnh thường quân không phải thôi. Không phải thường quân. Mạnh thường quân như đây cũng làm bên nhà xã thôi, bạn kia rồi đi chùa để niệm Phật. Các bạn nghe mình nói chung là em kinh do xin. Một tàu chúng ta làm chùa, một cái làm chùa đây nó có từ sạch. Và nó có cái cảnh nói là nó rồi. Rồi đây là một cái góc mà nói chung là đánh dấu lại cái trận lũ lịch sử vừa rồi ha. Đây cột điện đồ gãy hết rồi. Bờ sông đồ các cái là sạt lở. Các bạn thấy bên kia không? Bên kia nè. Sạt lở hết rồi. Rất là nói chung là rất là lũ lụt, rất là nặng nề các bạn ha. Đây là Thiệu Giang, Thiệu Phong, Quảng Trị. Rồi đây cũng là một trường hợp một hộ gia đình gặp khó khăn ở tại Thiệu Phong, Quảng Trị ha. Người nhà không có nhà hả? À mới về. Trong nhà trong Đăng Nam Phong người ta là bị tai nạn xong nè. Giờ lại bị tại bị tổn thương não. Tổn thương não. Tổn thương não giờ hiện tại là đang sống. Thực vật. Dạ. Rồi một gia đình có điều kiện khó khăn mà có người nhà bị tai nạn rồi bị bại não rồi hiện tại bây giờ là sống thực vật như vậy ha. Bị tái lại rồi sống thực vật và cũng chết não rồi. Mình vô mình dạ chào cô ạ. Đây trong phòng là chú ha. Bị tai nạn rồi bại não rồi hiện tại bây giờ bị tái phát lại. Đưa cho cô biết. Chú biết gì không cô? Chú mình có biết không? Biết người nhà được không? Nhận biết được không? Có. Lâu có cười, miệt có biết không? Nghe có cười. Coi như là nói chung là bị cái này là thực vật rồi. Dạ cô ơi, thôi toàn tụi con thì hôm nay cũng từ Long An rồi kết hợp với chú Khánh ở Vũng Tàu rồi kết hợp với những mạnh thường quân khác có một phần quà gửi đến cho gia đình của cô, nói chung cũng san sẻ bớt cái khó khăn của gia đình cô trong thời điểm lũ lụt như thế này, không có làm gì được á. Thì
đó là của kênh Cô Gái TV. Ở đây là phần của các mạnh thường quân cùng cái hội chính khu họ ủng hộ, thì cũng đại diện tới thì thế giúp đỡ cho gia đình hoàn cảnh cổ biết làm việc một phần nào đó. Đây về cỏ hái cũng thân ngon, cỏ hái cây gầy găng đây rồi. Bông hàng gạo thêm hai, bỏ vào bỏ qua đây được á. Bông hàng đi, bỏ gạo đấy ngoài. Cái kia thì cái máy tập pháp cũng là của mạnh thường quân họ cho tôi để đi họ vận những giải qua những cái đau khổ vẫn ở còn lại hoặc là những cái việc cùng mình đang sống hiện nay để cho nó nhẹ đi. Dạ rồi, ok. Rồi con chào cô nha. Hiện tại bây giờ thời tiết thì đang mưa bão rất lớn, anh em ướt nhem hết. Nhưng mà vui anh ha. Ước nghe mà vui. Làm thì nguyện thì có phúc kỳ khó khăn, kỳ gian á, kỳ gian đi. Nó đi như vậy mới biết là thấy mình phải đi như vậy, mưa gió đúng không? À. Xuống dưới đúng không? Đúng không? Đi nó mưa gió bão bùng như nè. Rồi trước mặt mình đây là cái dấu tích. Dấu tích này là của trận lũ vừa rồi, các bạn xem thấy không? Đó, cây cái cối rồi. Không đưa lên YouTube nè. Ông Tám Sang không đưa YouTube cái cột này nè. Bạn thấy không? Đó. À, bạn cứ quay lên từ cho nó chạy mãi chạy lên kia rồi gỗ. Lũ lịch sử nó đó. 2009 kia kìa, nó lên trên kia luôn kìa. Ờ, 2009. Bây giờ nó vượt vượt lũ 2009 luôn. Lịch sử nó một mốc lịch sử 2009 nó vượt 2009 luôn. Là nước vừa rồi là vượt cái mốc 2009 luôn nha các bạn. Vượt cái mốc cao trên luôn á. Ôi, đây gỗ, rồi gỗ quý hiếm không nè. Gỗ trồng phong lan. Gỗ trồng phong lan không á, lúa đâu này nè. Các bạn lao về hết nè. Lấy thuốc kẹo về làm sao lột. Bùng, bùng. Wow. À, cái đường này á, là cây là gỗ nó tràn xuống rồi người ta mới đẩy qua hai bên. Dọn qua hai bên á. Trời ơi. Như đôi không? Đằng kia cả bài. Đằng kia. Thôi gỗ à. Đây. Ta mới dọn qua lũ trên thượng nguồn về ha. Đường này đường bê tông chứ không phải đường đường bùn nha các bạn. Và là coi nè. Ôi. Người ta vừa dọn xong. Nhà trận lũ ra liếm cũng. Nhà trận lũ kìa. Đây có ngôi nhà tránh lũ. Mình nước ấy. Nhà tránh lũ. Nhà chứ. Nhà xây 2 tấm. Nhà tránh lũ mà xây ngay bờ sông về thua. Tẩy cái luôn luôn đi luôn nhà. Có xây ở ngay đây phải xây 2 tấm. Giờ không có kinh phí sao không xây 2 tấm. Mà căng cái căng giờ nó hai tầm thì có kinh phí nhưng mà cứ nghĩ là khu đất rất cao mà ở trung tâm khu dân cư có khu hết có hết đấy có đây bà con nông ở đây 3 năm 4 năm hay không không giờ làm gì kiếm vợ kiếm thì còn gái nữa về cho nó sợ người ta giật lưỡi thôi chim chờ lương thương nhưng chim định mình lắm mình còn đánh nhau những con chim hai bay đi nó cái cồi của nó bay là cồi của nó cứ chim hơi chỉ còn được kéo thôi kéo hơi rồi bắn cho mất vỏ chứ anh rồi bắn gặp vỏ thì hiếm lắm hiếm cái con bắn vỏ sông toàn hiếm lắm hiện tại bây giờ là 12 giờ và thời tiết thì cũng không có khả quan lắm các bạn ha. Mưa cũng đang rất là lớn, nặng hạt. Và hiện tại bây giờ anh em mình đang vô xóm Cồn. Xóm Cồn. Xã Thiệu Lộc. Thiệu Lộc. Thiệu Long. Thì ở đây là cái trường học là lên khoảng 1,5 m trong đợt lũ vừa rồi. Cái dấu hiện tại bây giờ dấu nhà là khoảng 1,5 m hết đó. À, hiện tại bây giờ thì bà con cũng đang tập trung ở đây. Nước cũng vừa rút. Đi
Ở đâu anh? Lên. Bà con ở trong xóm này thì cũng thiệt hại rất là nặng nề trong cái đợt bão lụt vừa qua. Thì ở trong những cái khu này đó thì ít đón những cái đoàn từ thiện. Tại vì ở đây là cái vùng mà dùng nó rất trũng, nó rất thấp á. Đa số đoàn từ thiện đến Quảng Nga, Quảng Trị á, là họ lên miền núi nhiều. Trên miền núi á, họ tập trung cho nó nhiều. Chứ mà những cái vùng sâu ở dưới đây nè, ít ai đi thì qua cái video clip này thì mình cũng xin thông báo các bạn ha. Nếu mà có đi thì mình cũng nên quan tâm đến những cái xã vùng sâu ở dưới bên dưới, ở đây. Chứ ở trên núi thì hôm nay ta đi nhiều lắm rồi. Thì nói vậy thôi, chứ bà con muốn giúp chỗ nào cũng được hết. Nhưng mà mình thấy là đây là cái miệt phía thấp ở dưới đây là cũng thiệt hại nặng nề lắm bà con. Sớm Cồn, làng đầu kênh. Không được rồi, không được. Để cho con đưa kia lên nó nhỏ quá. Nó hai bên bánh dưới đất rồi nó lên xe luôn. Cái đường này mình vô giờ. Bao nhiêu bao? Nằm về đây như phần. Con hỏi có ai có xe máy không chở vô. Chiếc xe máy á, chạy chức lên chạy vô. Nó đường cái đan nó nhỏ hơn, nó lọt cái dòng xe hai bánh hai bên nó lúng rồi. Không bị đường, cái đường bê tông nhỏ hơn đường này. Nó vừa xe mình thấy bánh xe vô rồi. Xe đường nó đông quá nó lọt. Đây phải vô phải không Trình? Từ đó ra phải. Phải vô Trình. Phải đó, từ đó thêm không đủ 20-30 mà phải tiếp. Con lùi chỗ lùi không? Không, được về được thôi, chắc mình lùi được, về được cũng phải rồi, lùi được. Phải vô được, đường này vô được. Chào bà con này phải không? Thì có chừng, dê lại cái. Dê lại cái sào chân đi, sào bánh trước đi. Rồi đây là mình đến cái điểm phát qua ở làm cồn đầu kênh Thiệu Phong, Quảng Trị. Đây bây giờ bà con cũng tập trung đây để mình vào phát quà nha. Đường xá ngập lụt trơn trượt, mưa gió nữa. Đây là những bà con hộ nghèo ở địa phương. Chào.
Hôm bữa mình đi lục cao hơn cô. Lục tới đâu đâu, tới đâu đâu, chỉ con cái mức thôi. Đây hả? Ờ, lục tới cái mức này luôn. Tới mức này luôn nè. Đó. Ờ, phải chất lúa trên trên lúc nhà. Ghế cho dồn xuống. Còn lục nữa hả? Chừng nào lục? Mưa xả đập hả? Chiều nay xả nữa hả? Rồi chiều nay là xả đập thủy điện gì nữa. Đây bao nhiêu? Hỗ trợ cho các gia đình, mỗi gia đình là 500. Đây cũng giá. Giá. Còn có gạo. Có gạo đó, tí nó dẫn gạo nữa nha. Bác ra xe dẫn gạo nha. Chú Hôn. Chú Hôn. Chú Hôn mới thơ 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 thơ. Chú Hôn. Nhớ mà mời tôi bố nha. Anh Vị. Đi vô, đi 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 Phương Bình, Phương Bình. Thằng thằng Đây là cũng cái tiền của các anh em mạnh thường quân, họ ủng hộ cho chúng tôi đại diện cho những cái hội mà anh em chơi cô gái giống cũng giống như là thằng Trần đây này, cô này, thầy giáo đây, tất cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ vâng. Tiếp theo này con xin phép một thằng bé nhỏ là mình sẽ sớm mình sẽ đề xuất ra năm bé nào mà có thành tích học giỏi mà nhà khó khăn thì con này cũng gửi cho bé mua dụng cụ tập học cho mấy cháu thôi. Mấy cháu thôi. Và bây giờ mình có năm suất thì mình cứ đề xuất sớm, mình đề xuất luôn. Rồi cũng xin chia buồn với bà con nha. Bà con cố gắng vượt qua nha. Thì hy vọng là sẽ có những đoàn khác, những đoàn khác nữa sẽ đến chia sẻ với bà con nữa. Dạ, cảm ơn bà con rất là nhiều. Rồi bà con mình ai chưa có gạo, 17 thành viên hồi nãy á, sẽ ra nhận gạo nha. Ra nhận gạo cho con nha. Ra nhận gạo cho đâu trời ơi trời. Không, ghe ra ngoài rồi, ra ngoài nhận luôn. Ghe ra ngoài rồi. Đi ra ngoài luôn, đi ra ngoài luôn đi. Chết ra xe ghe ra ngoài rồi. Ông tài xế ghe ra ngoài rồi. Đi ra ngoài luôn cho nói bà con, nhờ bà con ra ngoài luôn. Rồi rồi rồi, ok. Ghe ghe ra rồi. Người lớn thôi, người lớn thôi. Dự định là chiều nay lũ lên nữa, tại vì những cái đập sẽ xả đập để đón bão vô. Thì chiều nay dự định là lũ sẽ lên nữa nha các bạn. Mở cửa sau đi Kiệt ơi. Mở cửa sau á. Không mà mở cửa sau anh Trình ơi. Dao để đâu rồi? Rồi mày vô cửa kem bảo đi. À đi cả bảo luôn à. Bà ngoại ơi,
Sao nhà ngoại ngập nhiều không? Một mét hai. Một mét hai hả? À, ráng cố gắng nha, cố gắng. Dạ. Mày cảm ơn nhé. Dạ, ngoại cố gắng nha. Mày cảm ơn nhé. Dạ, dạ. Sao phát sinh nữa hả? Rồi ve luôn anh Kiệt ơi. Rồi ve lên kìa. Không, ve 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 ve. Sâm rau. Làng đầu kênh. Làng đầu kênh sâm rau. Sâm rau. Đi rau đấy. Rau là hàng rau. Rau sống rau đấy. Hàng rau đấy. Đây đường vô là còn bồn lầy lắm nha cả nhà. Mà chiều nay mấy chú nói là chiều nay xả lũ nữa. Xả tập nữa. Xả lũ đâu quá nữa. Mưa này mà không xả cũng chết. Còn chết hơn nữa cơ. Nên mà xã nó có kiểm soát, chứ còn nó bể kiểm soát luôn nó kiểm soát được, chứ còn mà đấy rồi đấy.